Bạn muốn sở hữu cho bản thân một tài khoản VIP hay thử sức với vòng quay may mắn nhận ngay acc VIP cùng hàng loạt quân uy giá trị, hãy đến ngay shopgthuchuvn để dinh về cho mình những tài khoản chơi game chất lượng cao. Truy cập ngay shopgthuchuvn, shop bán acc uy tín chất lượng hàng đầu Việt Nam. Nhân tố của team ấy nhờn với bét lao à. Ôi bạn ơi, quá là điều bình thường luôn. The apocalypse is inevitable. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Wow, trước mắt các bạn là bộ trang phục mới nhất dành cho cô nàng L'Oreal có tên gọi là L'Oreal Thiên Sứ Công Nghệ. Mà ngày hôm nay mình sẽ review cho tất cả các bạn về bộ trang phục này. Rất là nhiều bạn có thắc mắc là không biết là sở hữu bộ trang phục này tiêu tốn hết bao nhiêu quân y. Thì các bạn có thể xem lại clip trước của mình nha. Mình có đăng clip và săn cái bộ trang phục này. Để mà sở hữu thì mình đã phải bỏ ra là 1.991 quân y. Đấy là lượng quân y mình bỏ ra. Còn nếu như các bạn may mắn hơn thì các bạn sẽ chỉ bỏ ra cái lượng quân y vừa phải thôi, chứ không đến nỗi nhiều như mình đâu. Ok, đấy là về cái sự kiện săn bộ trang phục này. Còn chúng ta sẽ cùng nhận xét qua về ngoại hình của bộ trang phục. Một bộ trang phục vô cùng to và tròn các bạn ơi. L'Oreal rất là xinh xắn cho cái bộ trang phục này. Nhưng mà do cái bộ trang phục này là bộ trang phục công nghệ, vậy nên như các bạn cũng quan sát qua đôi cánh của L'Oreal là đôi cánh kiểu nhân tạo ấy. Giống như kiểu đôi cánh nhân tạo, một đôi cánh mình thấy là khá là cứng cáp. Nó không được mềm mại và uyển chuyển. Hy vọng rằng trong một trận đấu mình có thể múa được mượt hơn với cái bộ trang phục này. Không để các bạn chờ đợi lâu, mình cùng với các bạn sẽ cùng vào luôn trong một trận đấu nha. Để mà trải nghiệm được rõ nhất bộ trang phục mới nhất của cô nàng L'Oreal, L'Oreal Thiên Sứ Công Nghệ, thì mình sẽ cần phải vào trong một trận đấu như thế này. Ngày hôm nay sẽ có rất là nhiều thông tin đem đến cho tất cả các bạn. Điều đầu tiên là cho mọi người xem qua sức mạnh của vị tướng này leo danh có còn được bá đạo hay không trong phiên bản thành phố siêu việt. Điều thứ hai là đem đến cho người hiệu kỹ năng đến từ bộ trang phục này. Điều thứ ba là sẽ thông báo cho người sự thay đổi của vị tướng L'Oreal, không biết là vị tướng này có thay đổi gì hay không. Nhưng mà mình thấy qua đường dưới đánh nhau to quá các bạn ạ. Bây giờ mình di chuyển dần ra, không biết là có vơ vét được cái gì hay không. Nhìn thấy Triệu Vân không còn quá nhiều máu, vậy nên bây giờ mình sẽ cần phải truy sát. Triệu Vân đứng trong bụi đúng không? Triệu Vân ơi! À, Triệu Vân chạy mất dép rồi, chán ghê. Mình cần phải có được chiêu cuối, cần phải lên được level 4 thì lúc đấy mình mới có thể bay được. Ngày hôm nay hy vọng rằng mình sẽ bay, và bay, bay cao nữa các bạn ạ. Chứ không đến nỗi là bay xong rồi bị gãy cánh đâu. Không hy vọng rằng cái điều đó xảy ra. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tận dụng cơ hội để có thể cướp luôn rừng tìm bạn nhé. Tiện thể là ngày hôm nay thực hiện theo cầu của rất là nhiều bạn khán giả. Các bạn mong muốn mình làm clip về vị tướng L'Oreal đi rừng. Ngày hôm nay có cơ hội để đem đến cho tất cả các bạn. Ngoài ra thì cũng review cho người xem qua về cái bộ trang phục này. Hiệu cơ năng đến từ bộ trang phục này từ những đoạn đánh tường đã có sự thay đổi nha. Không chỉ thế, chiêu 1, chiêu 2, chiêu 3 cũng có sự thay đổi kể cả về hiệu ứng biến về. Lát nữa chúng ta sẽ review cho người dần dần. Như các bạn cũng quan sát qua thì đoàn đánh tường sẽ tạo ra một cái hiệu ứng đó là màu đỏ và xen kẽ một chút màu hồng. Đấy, rất là đẹp đúng không? Ơ kìa Ma Lốc ơi, quẩy tôi, kích quạt chiêu cuối ra và bay lên nào nhảy lên nào. Từ từ, bay lên nào nhảy lên nào. Xin một mạng của Ma Lốc chén cơm đầu, nhưng mà tôi chết tôi rồi. Mình vừa ăn một mạng cái là mình phải trả giá luôn. Khi mà sử dụng chiêu thứ nhất của L'Oreal, ngoài ra kích quạt chiêu cuối, sử dụng chiêu thứ nhất các bạn sẽ tạo ra một cái vệt thẳng, chả khác gì là một cái mũi kiếm lao về phía trước, tạo ra một cái đường thẳng màu đỏ. Và bên dưới đường thẳng đấy sẽ có rất là nhiều biểu tượng của cây kiếm được cắm xuống mặt đất nha. Đấy,
Không chỉ thế, chiêu cuối của Laurel nhìn có vẻ ghê sợ hơn. Sau khi các bạn kích hoạt chiêu cuối, nó sẽ tạo ra đó là một cái bãi chiến trường có rất là nhiều cây kiếm đã được cắm sẵn dưới mặt đất rồi. Đây, mình sẽ test cho tất cả các bạn xem qua, mình sẽ kích hoạt chiêu cuối nha. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Rất đẹp đúng không? Thay vì Laurel múa trên một cái sân khấu thì bây giờ như kiểu Laurel đang múa trên một cái bãi chiến trường. Đấy, có rất là nhiều cây kiếm cắm xuống đất. Ở trong hiểu cái năng của bộ trang phục này, mình cũng cảm thấy nó chả liên quan gì với tên gọi của nó là thiên sứ công nghệ các bạn ạ. Bởi vì hiệu cái năng của nó có như liên quan gì tới công nghệ không? Mình chả thấy gì cả ngoại trừ cái bộ lớp giáp của Laurel mặc trên người với đôi cánh là như kiểu đôi cánh nhân tạo ấy. Tại vì là nhìn nó không được uyển chuyển cho lắm. Phong cách Laurel đi rừng. Thật ra thì đây là cái phong cách không còn quá xa lạ dành cho những cái bạn nào biết Laurel, thích chơi Laurel. Còn bản thân mình trải nghiệm thì mình cảm thấy Laurel đi rừng cảm thấy lâu hơn, nhưng mà lại dễ lết hơn, nhanh lết hơn các bạn ạ. Thời điểm đầu thì đi rừng hơi chậm một tí, nhưng mà đây là chất từng lết game mà. Đây rồi, mình xin một mạng thơm ghê 175 vàng đấy, việc nhẹ lưng cao. Còn chỗ này thì chúng ta sẽ quẩy thôi. Bay lên nào, nhảy cao nào, và bay lên nào, nhảy cao nào. Xin một mạng của ma lốc. Ui, thêm cả triệu vân ở đây nữa thì tiếp tục chúng ta sẽ vây cánh và bay tiếp. Bay tiếp này, úi dồi, double kill liền. Team bạn đang nuôi lớn một con quái vật nha. Thời điểm mình ăn được nhiều mạng như thế này là rút ngắn khoảng thời gian, giúp cho bản thân mình có thể là lớn được sớm hơn, đôi cánh này có thể dài được ra nhanh hơn. Chứ còn bây giờ mà không ăn được mạng thì đôi cánh của mình nó ngắn lắm, nó giúp cho mình bay không được cao, bay không được xa. Nhưng đến thời điểm này là bắt đầu mình có thể bay được cao, bay được xa rồi. Với những trang bị trong trận đấu ngày hôm nay thì mình sẽ lựa chọn trang bị đầu tiên là trang bị đi rừng đến từ Gươm Loki nha mọi người nha. Nhưng mà bây giờ mình chưa nâng cấp rồi, lát nữa mình nâng cấp sau. Bây giờ chưa có nhiều tiền thì mình chỉ có lên đồ cấp 2 thôi. Lát nữa thì có điều kiện thì sẽ lên đồ cấp 3. Không chỉ thế thì mình sẽ đóng giày kiên cường khi mà team bạn có khá là nhiều hiệu ứng khống chế. Tiếp đến là mình sẽ lên đó là mặt nạ Merit, vương miện Amex, rồi đến quyền trượng để hút máu phép, rồi trang bị cuối cùng đó là quả cầu bất tử. Còn bây giờ thì tiếp tục bay lên nào, Vera ơi, cho mình xin một mạng của bạn, chết luôn nha. Ui, ngoài ra có cả ma lốc như thế này thì không thịt lại hơi phí, thêm cả triệu vân nữa càng đông càng vui. Triệu vân chết và ma lốc ơi, ma lốc trâu như thế này thì cũng phải cho chết thôi chứ còn gì nữa. Bay tiếp nào, cho mình xin mạng triple kill cái. Ui dồi, triple kill rồi, bay tiếp để quadra kill nhưng mà không kịp luôn. Cứ tưởng là quadra kill nhưng mà ra ta thì mình bay cũng khá gắt. Ôi, trận đấu ngày hôm nay bây giờ mới để ý có một cái điểm chung, đó là team mình và team bạn đều có những cái vị tướng có khả năng đâu, không phải có khả năng mà là có cánh các bạn ạ. Như là Laurel có một đôi cánh có thể bay được, Zata có một cái cánh có thể bay được. Còn với Vera, team bạn có đôi cánh nhưng mà không bay được. Đấy là sự khác bọt nha mọi người. Ơ kìa, Garak kéo hay quá nhưng bây giờ không đánh nhau được đâu. Bây giờ là đánh nhau sát trong trụ team bạn là mình không bay được, phải dụ team bạn ra ngoài cơ. Cái tầm này thì mình không hề sợ một chút nào đâu. Bơi hết vào đây. Kích quạt chưa cuối lên mà bay lên nào, nhảy cao nào, mà bay lên nào, nhảy cao nào. Nope. Nào, ô, mình cùng bay cao. Chưa kịp bay cao thì cũng bị gãy cánh rồi. Chúng nó trâu quá, mặc dù là mình rất xanh nhưng mà quả thật thì ba thằng nó quá trâu. Tính ra đội hình team bạn trong trận đấu ngày hôm nay nó cứ hơi bị trâu đấy. Thật ra thì cho mình sử dụng lại từ ngữ nha, có nghĩa là cực 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 siêu 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 trâu. Thấy qua là có Triệu Vân, có Ma Lốc, có Wonder Woman. Sợ quá cờ. Thôi kệ đi. Mục tiêu của mình thật ra muốn Laurel nhìn được team bạn lắm đỡ đoàn đấu sĩ là mình cảm thấy vui, thay vì team bạn lắm sát tủ với cả pháp sư Sốc Đam. Chứ còn gặp Sốc Đam thì chúng ta không được chơi game đâu. Hiện tại thì mình cũng đang trải nghiệm sức mạnh của Laurel trong phiên bản đó là thành phố siêu Việt. Trong phiên bản cập nhật này thì có rất là nhiều các vị tướng tăng giảm. Ví dụ tăng sức mạnh thì có Ma Lốc rồi Skirt hoặc là Kred. Giảm sức mạh thì có Joker hoặc là Kriknak. Điều chỉnh tướng thì có Floor, Ngộ Không, Kera, Aoi hoặc là Thon. Nhưng mà vị tướng Laurel không hề nằm trong danh sách tăng giảm sức mạnh tướng nha. Vẫn giữ nguyên sức mạnh như vậy thôi. Vậy nên là các bạn cứ yên tâm vác vị tướng này vào leo danh. Mình đã thông báo rồi, còn không biết là có sự điều chỉnh bổ sung nào hay không thì mình sẽ bao giờ biết thông tin mình sẽ thông báo lại nhé. Còn bây giờ thì anh em ơi, trời ơi, để mình giao hỗ trợ cho Flor. Flor, để mình múa thẳng vào mặt Triệu Vân cho ạ.
cho Triệu Vân chừa, cho Triệu Vân chết trước nha. Và sau đó chúng ta múa thẳng vào mặt của Violet này, múa tiếp luôn cho lên bản điểm số double kill. 9 mạng luôn rồi. Xanh quá, xanh quá. Được cái đi rừng thì chúng ta lết nhanh hơn, bởi vì các bạn có thể đi đảo đường, đi ganh giúp đồng đội có thể xanh được sớm. Ngoài ra các bạn có thể farm được nhiều nơi hơn. Đấy là cái điểm lợi khi mà vác Laurel đi rừng. Còn các bạn nào chưa cứng tay thì không nên vác vì tướng này đi rừng nha. Vì tướng này đi rừng cũng không phải là phong cách chôn game đâu. Cứ đánh nhau là thiếu mình là không được đâu. Để cho mình bay thẳng mặt của Wonder Woman này. Ngoài ra thì Malok nhìn trâu thế. Malok và Triệu Vân trâu quá các bạn ạ. Thôi nhá, từ từ mình hết kỹ năng rồi. Chờ cho mình hồi kỹ năng một cái đã. Sau đó tiếp tục mình sẽ bay. Bay tiếp lên. Ui, hủy diệt team bạn luôn. Màn phối hợp giữa Grax cũng như là thêm cả mình, thêm sự hỗ trợ của Zalta là hủy diệt team bạn rồi. Tính đến thời điểm tại là team mình đã hơn đối phương khá là nhiều. Các bạn đang xem clip của mình thì hy vọng rằng các bạn sẽ bỏ ra tầm 10 giây giúp mình nhá. 10 giây này các bạn có thể cho mình xin một nút like cho clip được không? Ngoài ra cho mình xin một đăng ký kênh, bật chuông thông báo. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đấy là sự ủng hộ của các bạn, giúp cho bản thân mình có thể hiến máu bán tận để có thể là review cho tất cả các bạn những cái bộ trang phục mới. Nó vừa ra mắt như thế này là múc luôn. Review cận cảnh. Còn đây là hiệu ứng biến về. Rất tuyệt vời. Nhưng mà mình để ý qua hiệu ứng biến về này khá là giống với hiệu ứng của Violet thì phải, trong cái bộ trang phục huyết ma gì ấy. Mình nhớ không nhầm là như thế. Ui, team mình đánh đấm kiểu gì này team ơi. Chịu luôn, chưa kịp ăn tà thần thì team mình bị chết mất 4 người rồi. Quang game à. Chịu luôn, bản thân mình bây giờ làm sao thủ được. Cứ sử dụng kỹ năng để dọn lính thật là nhanh thôi, chứ không bây giờ team bạn cũng băng trụ chơi mình. Thôi kệ, cứ tung kỹ năng bừa vào để dọn lính nhá. Đấy. Ôi tôi chết được Vera rồi mày. Này thì bay tôi. Đi đâu ở Violet ơi. Đi đâu ở Violet triple kill. Không thể tin nổi luôn. Mình tung nhẹ nhẹ kỹ năng thứ nhất chết Vera, là sau đó là Malok khẩu báo mình thịt luôn Malok. Kèm theo cả Violet thì mình cũng thịt nốt. Thế là bây giờ là mình cũng trở thành một vị tướng gánh team luôn rồi. Nhân tố của team ấy. Nhờn với Beth Lau à. Đây là phản ứng của đồng đội nhá. Còn bây giờ chúng ta sẽ cần phải ăn luôn cái con tà thần thôi chứ còn gì nữa. Có cơ hội thì chúng ta sẽ cần phải ăn tà thần luôn đây. Cứ ăn thật là nhanh. Ok, rất nhanh là team mình có được tà thần rồi. Trận đấu này là không thể chủ quan được nhá. Chủ quan là có thể là team mình sẽ nhận được một trận đấu thua đấy. Lâu lắm rồi mình chưa muốn Laurel, nếu mà có mù mắt quá thì mong các bạn thông cảm. Bởi vì là nhân tiện sự kiện bộ trang phục ra mắt thì mình mới chơi thôi. Từ từ để cho mình kiếm cái combo xanh rồi đã. Có bộ xanh thì chúng ta sẽ mua được mượt hơn, mua được thoải mái hơn, không lo hết mana. Trời ơi, team mình lại đi lẻ rồi kìa. Anh em chờ mình chút, mình tới với các bạn đây. Nào, quất lên nào, quẩy lên. Ây à, nope. Thôi sao, chưa kịp quẩy luôn. Đúng thật là team bạn có Vera nó hôn cho một cái cuối game rồi là bốc cười, lại xét tướng rất nhiều đến từ Vera kìa. Và người chấm dứt mình là Violet cơ. Ôi, công việc còn lại bây giờ mình sẽ nhường lại hết cho đồng đội của mình tự múa. Chứ còn quả thật trong trận đấu ngày hôm nay team mình cũng hơi sai lầm khi mà không cấm Vera. Nhưng dù sao thì team mình vẫn đang hủy diệt được team bạn tốt mà. Đấy, thiếu mình mà team mình vẫn combat được tốt thôi. Đấy là lý do hiện tại team mình đang lợi thế hơn là có tà thần. Thôi thì bây giờ chúng ta sẽ làm lại nhá. Làm lại nào, bây giờ đi chung với nhau nào. Công nhận là có một bộ trang phục mới thì mình cũng tự tin lên khá là nhiều. Mặc dù là trang phục trong liên quân thì nó không bao giờ nó tăng sức mạnh gì đâu. Nó chỉ có giúp cho bản thân của chúng ta nhìn thấy đã mắt thôi và chơi sướng hơn thôi. Bắt luôn Violet đây chứ đâu. Tóm được một bé rồi, Vera ơi. Nhưng mà mỗi tội là Wonder nó chọc đau quá các bạn ạ. Dù sao bắt lẻ được một người rồi nha, cứ từ từ. Bây giờ thì bạn mất chủ lực là Violet rồi. Mình thì cũng đã có quả cầu bất tử rồi. Mình bây giờ mình chỉ chờ cho chiêu cuối mình có thôi các bạn ạ. Có chiêu cuối là mình cần cả Malok, sắp có chiêu cuối rồi. Ui, thêm cả Vera, em có cả bất tử, leo leo. Lao ra kích hoạt chiêu cuối.
múa cho chết luôn Vera này. Vera chết là bây giờ tiếp tục ủi. Từ từ nha, mình sẽ cần phải sử dụng kỹ năng thứ hai, lách chuẩn. Lách chuẩn một cái có mạng luôn. Ok, quét sạch team bạn rồi. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là chúng ta sẽ kết thúc lần trận đấu tại đây thôi, chứ còn chờ đợi gì nữa. Người hồi sinh sớm nhất của team bạn là Violet, nhưng mà mình không quan tâm đâu. Rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý giá để xem clip của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye người, bye bye.